Trước khi vào phim các bạn đừng quên mình vẫn gọi theo tên nhân vật trong game chứ không phải tên thật nhé. Tập 1 Sally thông báo với Maple tầng 4 đã mở và đa số đều lên đó luôn rồi. Cô bé hóng quá muốn đăng nhập vào rồi tập hợp mọi người cùng đánh bại boss tầng 3 ngay. Cả hội cây phong đã có mặt tại một nơi ngập tràn trong lửa và dung nham. Maple lập tức hóa thành quái vật Canada thì búp sức mạnh từ đằng sau. Bốn con quái vật của Maple lao đến cắn xé đánh đập con boss tàn tạ trong khi mấy đồng đội kia chỉ cần đứng nhìn. Vậy là cả hội đã lên được tầng 4 được trang trí vô cùng đẹp đẽ với không khí của lễ hội và hoa anh đào. Mọi người bắt đầu chia nhau ra đi thu thập thông tin sau đấy sẽ chia sẻ những gì tìm hiểu được. Anh Kuzomu đi diệt quái chị Y thì thu thập nguyên liệu. Kanade vào thư viện đọc sách, hai chị em nhà Mai Rui cũng như Kasumi thì đi dạo phố chiều chiều. Bé Loli Maple của chúng ta lại đang bị nguyên một đàn quái bao vây. Về phía Sally đang đứng im một chỗ đột ngột viên đá từ đâu ném đến mà cô né cái nhẹ và thừa biết kẻ tấn công chính là Frederica bên hội thánh kiếm quy tụ hai kẻ không đội trời chung. Frederica luôn nghĩ ra các chiến thuật mới nhưng đều bị Sally phá giải trong một nốt nhạc. Nhỏ chỉ muốn đánh trúng Sally duy nhất một cái thôi là coi như đã đời lắm rồi. Vậy là hai đứa dịch chuyển đi chiến nhau luôn, quay trở lại với Maple vừa tình cờ gặp chị Mi bên Viêm Đế quốc đang làm gì đó rất mờ ám, ngó quanh không có ai cô ấy lập tức biến đổi hình dáng rồi dịch chuyển vào trong nhà. Maple ngây thơ lỡ thấy bí mật của người ta thì vội muốn tìm gặp Mi để xin lỗi và hứa sẽ không kể với ai. Nhưng khi vào trong cô bé mới hú hồn thấy cảnh Mi đang nựng nịu bọn sinh vật dễ thương mềm mại, vừa mới thấy Maple làm nhỏ giật mình che mặt lại nhưng bé Loli của chúng ta cũng mê đám này hết sức. Bình thường Mi luôn tỏ ra là một vị hội trưởng nghiêm túc nên vụ này làm Maple rất ngạc nhiên. Chuyện là ban đầu cô lỡ tạo mẫu nhân vật theo kiểu đó rồi không hiểu sao lại được mọi người tin tưởng nên hết đường lui. Mi vẫn giữ bí mật với các thành viên khác trong hội chỉ tâm sự với riêng Misery, Maple hứa đây sẽ là bí mật giữa hai đứa. Mà bất ngờ vừa ra khỏi cửa đã đụng độ hội viên Đế quốc đang đi tìm Mi, nhỏ lập tức trở về trạng thái thường ngày cho rằng chỉ là hai hội trưởng đang bàn chuyện đại sự thôi, rồi tạm biệt Maple mà quay về cùng hội. Frederica sử dụng chiến thuật phong tỏa di chuyển bất ngờ rồi còn bắn trưởng đá liên tục nhưng không ăn thua. Sally đang né ngon lành thì sơ ý bị trượt chân và cái kết cô suýt chúng chiêu ngã lăn ra đất. Frederica nhân cơ hội bắn ra một vụ nổ rồi lập tức ăn mừng chiến thắng. Nhưng hóa ra lại bị lừa bởi Sally đang móc từ phía sau cho một đòn kết thúc trận chiến luôn, làm nhỏ kia rỗi liền bỏ về. Thật ra ban nãy Sally đã dùng kỹ năng vô hiệu hóa sát thương kết liễu mỗi ngày một lần nên mới thoát nhưng đâu thể bị lộ được trở về tụ họp do tầng 4 này quá rộng khiến cả hội đều chưa thể khám phá hết được. Giờ thì mọi người cùng cố gắng thăng cấp để chuẩn bị cho sự kiện Giáng sinh sắp tới. Sau đó Kasumi lén lút ghé vào một căn phòng nơi tràn ngập những đồ liên quan đến Samurai. Nhỏ khoai mấy cái này vô cùng cơ mà nếu mua cả đống thì cực kỳ đau ví, lập tức vào hầm ngục hoàn thành nhiệm vụ để kiếm thêm tiền. Một thanh kiếm tự động di chuyển chớp nhoáng Kasumi sử dụng chiêu lục đao viêm chặn được đòn đánh của nó. Thanh kiếm kia bất ngờ chui ra từ dưới lòng đất thì cô nhảy lên né, rồi sử dụng tiên hạ thủ vi cường trung cực đao lung nguyệt làm mất máu nó khá nhiều, cuối cùng là đòn nhất đao dương viêm đã thành công cho nó bệnh viện trả về. Vậy là Kasumi đã thu phục được cây phản phệ yêu đao Yukari, cô lập tức đi thử sức với một con quái có sinh lực khá cao. Ngay khi rút thanh đao ra cả người Kasumi bị biến thành bộ dạng khác khá xấu hổ, cô phân ra thành hai cái lao đến chém một nhát cuối cùng là tạo ra rất nhiều thanh kiếm từ trên trời phóng xuống cắm thẳng vào đã thành công diệt được nó bởi kỹ năng là phóng ra 10 yêu đao sau khi liên khích nhưng đổi lại phải chịu giới hạn thể chất trong vòng 10 phút đồng nghĩa với việc kasumi đã biến thành một bé loli linh vật game xuất hiện thông báo sự kiện lần thứ sáu được bắt đầu trong khu vực diễn ra sự kiện đang ẩn chứa các nguyên liệu hiếm và trang bị giới hạn mỗi người sẽ được dịch chuyển đến nơi ngẫu nhiên và thời hạn là hai ngày tính theo giờ trong game Kasumi thầm mừng vì là hoạt động độc lập thì không sợ lộ bộ dạng lo lì. Sau khi linh vật game đếm ngược 10 giây tất cả đã bị dịch chuyển Maple rơi vào một khu rừng với đám quái lúc nhúc, cô bé lập tức triển khai dạng thần máy móc kẻ săn mồi. Sử dụng toàn bộ vũ khí tấn công gây ra vụ nổ nhìn đúng loạn cả mắt, bên cũng vừa mới tiêu diệt đám quái dễ dàng xong thì bất ngờ mặt đất dung chuyển tưởng là boss. Nhưng hóa ra là nhỏ Maple rồi hai anh em đành ngồi tâm sự, tuy cách nói chuyện cute của một bé lo ly nhưng giọng điệu và hình dáng lúc này thì không hợp chút nào. Do hình dạng này một ngày chỉ dùng được một lần nên Maple chưa biến trở lại hình thể cũ vội. Bên ngỏ ý muốn hợp tác vì muốn học hỏi cách chiến đấu, Maple lúng túng đáp em vẫn còn non nớt lắm mà sao con quái vật này nó cu te thế nhỉ. Chứng kiến hai người mạnh nhất hợp tác với nhau làm các admin đang lo sợ cho đám quái không đỡ nổi, một người muốn lên đối sách với Maple để cân bằng game. Nhưng nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra và chốt lại tốt nhất vẫn nên giữ nguyên như cũ giờ chỉ việc quan sát. Maple đi tới đâu đám quái chết tới đó trong khi Pen nhàn rỗi chả có gì để làm. Bất chợt nghe thấy một tiếng động trên đầu ngoái lên nhìn thì xuất hiện nguyên đàn ong đông đúc. Đây chính là cơ hội cho Pen thể hiện anh lao lên múa vài đường kiếm cực dẻo và mượt mà tiêu diệt khá nhiều. Maple sẽ giúp anh chặn các đòn tấn công từ bên dưới. Cô bé quẫy đuôi một cái đập vào thân cây văng hết đống mật ong cực dính lên khắp người. Giờ mà bị nhận đòn tấn công xuyên giáp là lủng luôn, bên liền sử dụng kỹ năng mới nhận được anh gây ra một vụ nổ màu mè cực đẹp mắt khắp trời. Cuối cùng con boss cũng xuất hiện thì bên lấy đà lao lên dùng kỹ năng thánh kiếm đoạn tội. Trong khi đó Sally cũng vừa tiêu diệt được một con quái nhện và nhận kỹ năng dùng tơ, bất ngờ nhặt được một hộp quà là vật phẩm sự kiện. Kasumi thì mới giết một con quái khổng lồ và tiếp tục rơi vào hình dạng trẻ con trong 10 phút. Cô chả muốn bị lộ cái này với ai cả mà xui rủi thế nào gặp ngay xin. Liền bắt cậu ta hãy coi như chưa thấy gì, cho đến khi bị nhắc là khăn quấn đang tụt mới xấu hổ ngồi phịch xuống. Đã sang ngày thứ hai Maple với bên tình cờ gặp Red và Dra thì cô bé trả anh về với đồng đội, rồi dù luôn hội thánh kiếm và viêm đế quốc cùng tham gia bữa tiệc Giáng sinh cũng như tất nhiên với hội mình, tất cả người tham gia sự kiện đều nhận được một hộp quả. Sau khi đếm ngược cùng nhau mở ra thì bất ngờ mọi người đều khoác trên mình bộ đồ Giáng sinh, xin còn trêu chọc Kasumi sao không dùng hình dạng trẻ con cho hợp làm nhỏ xấu hổ. Mà méo hiểu kiểu gì chỉ riêng Maple một mình một kiểu có vẻ hộp đồ cô bé nhặt được thuộc loại hiếm. Tập 2 cả nhóm ngoại trừ Maple đang đối đầu với một con quái vật. Sally dùng tơ đu lượn như người nhện né đòn rồi tấn công vào chân. Canada sử dụng ma thuật gây tê liệt nhưng con quái vẫn dễ dụa bắn lửa ra tùm lum. Không còn cách nào khác Kasumi buộc phải giúp phản phệ yêu đao ra khỏi vỏ khiến cơ thể tiếp tục biến đổi, lao đến chém liên tiếp vào nó. Kuzomu thì ném tấm khiên ra thành cái ván trượt cho Mai và Rui nhảy lên lướt và cuối cùng đòn tấn công của hai cô bé đã chốt hạ được con boss giúp cả bọn thành công lên tầng 5. Nhưng vấn đề là hình dạng trẻ con của Kasumi đang bị cả nhóm nhìn thấy hết, chỉ tiếc cho Maple bị cảm lạnh nằm liệt giường không được xem hình ảnh cute này. Cho đến khi mọi người thám hiểm tầng 5 gần hết rồi cô bé mới khỏi bệnh và hôm nay Maple sẽ tới đó một mình. Đứng ngó nghiêng một hồi không biết làm sao cô bé liền thử vung tay theo bức tượng thì thành công vào được đó. Maple phải đánh bại ông lão này để lên tầng 5. Cô bé biến thành dạng thần máy móc rồi bắn trưởng cũng như nhờ syrup hóa khổng lồ và bắn đòn tinh linh pháo không ăn thua gì liền dùng ma pháp độc long tấn công nhưng ông ta cũng phá đòn được hết tiếp tục dùng tấm khiên lao thẳng đến mà không những không hề hấn cô bé còn bị phản đòn ngược ông lão dùng đòn công kích xuyên giáp đâm thẳng vào người mây bồ rồi lùi lại ra xa bắn một trưởng xuyên qua cả đại tự nhiên của sirap khiến cả hai đều bị thương nặng mây bồ thắc mắc không biết đồng đội mình chiến thắng kiểu gì mặc dù không muốn bị đau chút nào nhưng hết cách cô bé đành sử dụng break co thì mới đánh bay được hắn nhưng kỹ năng này cũng tự gây thiệt hại cho bản thân, đánh người ta xong còn chạy ra hỏi ông không sao chứ thì được ông ấy đãi một bữa ăn và nói ngươi đã trở thành người kế thừa. Maple bất ngờ nhận được kỹ năng bách quỷ dạ hành ơ thế hóa ra nơi này không phải lối lên tầng 5. Cuối cùng phải lủi thủi quay về vạch xuất phát đang ngồi ăn vạ thì gặp hội thánh kiếm quy tụ. Hội của họ đều lên tầng 5 rồi nhưng vì có người mới chưa lên được nên cần phải giúp đỡ. Maple tiện thể lên chung với họ luôn cô bé sử dụng chiêu hy sinh nhân từ búp giáp. Rồi bốn người kia lao lên tấn công nhưng hình như còn chẳng đủ gãi ngứa con boss, Maple liền thử ngay chiêu mới nhận được là Bách Quỷ Dạ Hành lập tức triệu hồi ra toàn là ma với quỷ, nguyên bầy này lao vào đánh đập con quái làm hội thánh kiếm tròn xoe con mắt nhìn. Vậy là đã thành công lên đến tầng 5 đây là một thế giới mềm mại bồng bềnh, bất ngờ gặp Rui và Mai hai cô bé vừa mới bị một con quái vật rất mạnh xử đẹp, Maple liền đi theo các em đến một vùng trời rất âm u thì con quái đã thức tỉnh. Nó phóng ra tia xét nhưng cũng nhờ lớp lá chắn của Maple mà hai đứa không bị đánh bay như nãy nữa. Con quái tiếp tục bắn các luồng xét mạnh hơn thì ba chị em nhảy tưng tưng né đòn. Bất ngờ đám mây dưới chân bị tách ra làm đôi nhưng Mai và Rui đã kịp nhảy lên nện cho một cái và thành công tiêu diệt. Hai đứa nhận được kỹ năng dùng xét để tấn công thì có vẻ không hợp lắm còn Maple nhận được kỹ năng ngai vàng của thiên vương. Trong lúc ngồi trên đó sẽ tự động hồi phục máu và phong ấn kỹ năng của kẻ địch, lại có thông báo mới từ nhà phát hành tầng 6 sẽ được mở vào tuần sau. Trước đó ba chị em đi quậy tưng bừng cái tầng năm này đã thì mây bổ khoái mấy thứ mềm mại nhỏ nghịch hơn cả các em. Cuối cùng đã đến ngày cả hội cùng tập trung đánh với một con boss cực dẻo dai, nhưng nói đúng hơn là chỉ Mai và Duy lao vào đánh trong khi mọi người đứng xem. Vậy là đã thành công lên được tầng 6 nhưng nơi này lại là khu kinh dị thì quả nhiên Sally Jun lập cập, lập tức đăng xuất game chốt lại cô nhất định chỉ đi cày cấp ở các tầng khác đợi đến khi tầng 7 mở. Cơ mà chợt nhận được thông báo tầng 6 sẽ cường hóa chỉ số nhanh nhẹn và kỹ năng gia tốc quá hời. Sally đành bịt mắt lại mà liều vào game rồi nhờ sự trợ giúp của Maple để đi lấy món trang bị đó. Bay trên lưng Syrup ngó xuống mà giận cả người, mới giơ tay ra chỉ đường có tí thôi mà một cái bóng ma nó ngoạm cả tay luôn rồi làm đái ra quần. Đã đến với căn biệt thự có chứa trang bị nhỏ cứ nhắm tịt mắt lại không dám nhìn. Từ hồi học mẫu giáo Sally đã mất cả tiếng đồng hồ không dám vào nhà ma nên Maple quyết định đẩy bạn vào luôn. Bên trong là một không gian khá rộng rãi tối tăm Maple vác bạn trên vai trở đi từng phòng một đang yên đang lành từ phía bức tường hàng chục cánh tay thò ra làm Sally khóc thét, Maple liền vác sáu nòng ra sấy hết một lượt. Thì bất ngờ hai người bị dịch chuyển đến hai nơi khác nhau, Sally bị hai cánh tay từ đằng sau chạm vào người liền khóc thét mà chạy thục mạng. Cô bé nghĩ đến ý định đăng xuất game nhưng đã hoàn toàn bị hạn chế đăng xuất, Maple nghe thấy tiếng hét của bạn liền chạy đi tìm mà vòng vòng mãi mới thấy Sally đang bị các cánh tay gì theo. Maple chặn chúng cho Sally chui vào cái tủ trốn, nhưng trong căn phòng này thậm chí còn nhiều ma hơn. Ngay lập tức Maple sử dụng ngai vàng của thiên vương khiến chúng không dám lại gần giúp cô bạn bình tĩnh lại. May thay đúng lúc có một đám người của hội khác đến đã thu hút sự chú ý của đám ma quỷ nên hai đứa nhân cơ hội vọt lẹ. Sally đang định đăng xuất thì bất ngờ một đôi tay thò ra hú hồn. Nhờ việc ở trong dinh thự này một thời gian mà cô đã học được kỹ năng duyên âm giúp tăng hiệu quả vật phẩm lên hai lần. Cuối cùng cũng thoát được khỏi game đang định đi tắm thì chợt đọc được tờ giấy có ghi. Mẹ ra ngoài có chút việc còn bố hôm nay đi làm không về. Thôi xong chỉ từng âm thanh nhỏ phát ra thôi cũng đủ đái ra quần Sally lập tức gọi điện cho Maple muốn nói chuyện một lúc, Maple nhớ lại ngay cái hồi đi nhà ma lần trước cũng y hệt vậy. Tập 3. Maple đang được hai linh hồn nhỏ dẫn vào một căn phòng thì sập bẫy rơi xuống cái hố toàn sờ lam, nhưng đâu làm khó được Maple sử dụng niệm lực có thể di chuyển vật liền thân kể cả quái vật, rồi lập tức bắt nhốt hai em bé lại bằng cách kết hợp độc và sờ lam với nhau, vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ nhận được phần thưởng. Các admin lại một lần nữa vang cái đầu vì vừa rồi là bác sau khi kết hợp độc với sờ lam và vật phẩm, hôm nay Maple gọi Sally tới hội, vì muốn cho bạn xem bộ âu phục của vong linh thiếu nữ cho phép thao túng 10 đồ vật một lúc mà cô đã nhận được từ dinh thự ma hôm nọ. Còn đây chính là vật phẩm đôi chân của người chết và đôi tay cứu giúp mà Sally mong muốn Maple đã lấy giúp bạn, nhưng chỉ một lúc sau nhỏ quay lại trả luôn cái đôi tay cứu giúp, nữ chính của chúng ta chưa hiểu lắm đem ra dùng thử thì cũng hiểu ngay vấn đề. Sau đó Maple được chị Mi nhờ giúp đi thảo phạt quái vật. Nếu có thể đánh bại Hito Dama sẽ lấy được kỹ năng cường hóa lửa nhưng nó lại rất mạnh. Maple lập tức dùng chiêu hy sinh nhân từ và ngai vàng của thiên vương như vậy sẽ không sợ bị tấn công nhưng điểm trừ là cô bé không di chuyển được. Hito Dama đã xuất hiện Mi bắn trưởng viêm đế vào chúng nhưng không đủ hỏa lực. Càng ngày bọn quái vật càng xuất hiện nhiều hơn Mi buộc phải đứng gần với Maple để không nhận sát thương. Như vậy cô sẽ càng có thêm nhiều thời gian niệm chú và quanh người Mi bắt đầu xuất hiện ngọn lửa cực đẹp cuối cùng là tung ra một đòn cực mạnh tiêu diệt toàn bộ đám quái, xong việc Maple rủ chị đi uống cà phê, rồi kể về chuyện không những trong game mà ngoài đời mình cũng thân thiết với Sally cực kỳ. Về phía Mi thì cảm thấy đi thám hiểm với Maple thoải mái hơn với đồng đội nhiều vì được buông thả con người thật. Giờ lại tự trách bản thân đã tạo mẫu nhân vật như này, Frederica vừa định đi thách đấu Sally nhưng không thấy nhỏ đâu nên rủ tạm Kasumi đi cà phê thì tình cờ gặp hội này. Bốn người cùng ngồi tâm sự vui vẻ với nhau về sự kiện tới nhất định hội mình sẽ giành chiến thắng. Frederica định đi thu phục mấy em ma về làm pet để dọa Sally thì Maple dọa ngược lại ngoạm cho mấy cái bây giờ. Và rồi cuối cùng cũng đến ngày linh vật game thông báo sự kiện thứ 7 bắt đầu với các khu vực có độ khó khác nhau. Thời gian trong vòng 5 ngày chinh phục được độ khó càng cao thì phần thưởng càng lớn. Sau khi đếm ngược Maple và Sally được dịch chuyển đến chung một địa điểm đó là cần phải leo lên tòa tháp 10 tầng này. Tầng 1 là một hầm ngục thì Maple sử dụng hy sinh nhân từ kết hợp với mọc lông sẽ không lo dính bẫy ngay khi thấy quái cô lập tức lôi súng hỏa tiễn ra bắn tiến sâu vào bên trong lần này có lẽ sẽ bị tấn công từ bên dưới nên sally cắt hết đám lông maple thì đang triển khai dạng thần máy móc phiên bản 2, bất ngờ từ dưới lòng đất một con rồng khổng lồ trồi lên hai người yểm trợ nhau tấn công nó con rồng bắn trưởng maple liền cắp sally bay lên né đòn nó cứ vận sức bắn ra trưởng rất mạnh thì sally đoán điểm yếu là ở trong miệng nên cần tấn công vào đó maple lập tức canh lúc con rồng há miệng vận công cô liền lao tới khoan thẳng vào mùng khiến nó nổ tung các admin lại tiếp tục ngỡ ngàng vì con rồng đó có sức phòng thủ cực kỳ cao nhưng hai cô bé đã nhanh chóng nhận ra điểm yếu. Lên đến tầng thứ hai là thư viện thì Maple tiện đeo cái kính mới mua nhìn cho nó chi thức. Rất nhiều tờ giấy bay thành hàng giữa không khí rồi kết hợp lại thành một cuốn sách Maple lập tức bắn trưởng vào nó. Nhưng con quái này có năng lực xích cỗ máy của Maple lại rồi nó cướp luôn sức mạnh ấy. Sally lập tức bế bạn chạy xung quanh và phun tơ là lướt né đòn rồi tạo ra trụ băng nút tạm. Maple đếm sơ sơ thì con quái này đã cướp đi hầu hết các kỹ năng mạnh nhất của mình. Điểm phòng ngự lúc này còn hơn 2.000 vậy thì Sally nhờ bạn dùng chiêu khiêu khích chịu đòn của nó một chút rồi cô sử dụng tốc độ siêu nhanh tiếp cận và bắn hỏa cầu liên tục vào một khẩu súng của nó. Con quái đã sử dụng hy sinh nhân từ đúng như ý định của Sally bởi chiêu đó là kỹ năng tiếp nhận sát thương thay đồng đội. Sally tiếp tục bay nhảy áp sát hơn nữa tấn công trực diện thì lần này nó gọi thêm nhiều cuốn sách khác bắn hỏa cầu. Càng tăng thêm mục tiêu lại càng đúng ý Sally, Maple sẽ dùng khiêu khích dụ chúng tấn công về phía này để câu thời gian cho cô bạn công kích. Né đòn một hồi Maple đã bị dồn vào đường cùng nó ngoạm cả đầu nhưng cũng may không gây sát thương. Sally liên tục bắn cầu lửa đốt cháy hết các cuốn sách. Maple đang tính cạp luôn con quái này thì vừa đúng lúc nó đắp chiếu do Sally đã xử gọn rồi. Nhờ đôi giày bạn tặng mà Sally mới thắng được mà tất cả kỹ năng của Maple cũng được trả về. Tầng 3 là địa hình dung nham gây sát thương cố định. Một con quái vật ngoi lên đập nát đường đi thì Sally tạo trụ băng rồi dùng tơ đu lên trên tránh rơi xuống dung nham. Maple gọi ra Syrup bắn đòn tinh linh pháo nhưng không ngờ lại khiến nó biến đổi hình thái đóng băng toàn bộ xung quanh. Cả hai đều sắp bị băng hóa hết rồi cô bé phải vội biến thành dạng quái vật ra ngoạm dô đầu con quái kia xong vừa nhai vừa quẫy đuôi cu té ác. Tập 4 cả hai đã lên đến tầng 4 là một thế giới dưới đáy biển. Vừa thấy có con rùa khổng lồ tính tò mò của Maple lại nổi lên nhỏ đòi được leo lên lưng nó ngồi. Và thế là hai đứa ngồi dưới cái ô thư giãn hết sức có thể, còn giờ sẽ là lúc đánh bại bởi con rùa này chính là Boss. Do không thể đánh được qua mai nên Maple và Sally đu xuống dưới bụng rồi kết hợp hai đòn tấn công lại cho nó tan nát luôn. Chuyển qua phía các thành viên còn lại đang bị bao vây bởi đám zombie, Kasumi sử dụng võ giả chi thủ KED thì bắn trưởng nhát cắt lửa diệt vài con. Kuzo Mu giữ trọng trách tanh cơ cho các đồng đội, bất ngờ một bàn tay khổng lồ từ dưới đất mọc lên đây chính là con boss. Kuzo Mu cầm chân để y ném thứ vũ khí mới tự chế vào tạo sấm sét và Mai Rui đập một trưởng từ trên cao xuống bác sĩ trả về luôn. Trở lại với Maple đã lên đến tầng 5 nhưng vì đây là tầng kinh dị nên Sally phải nấp trong miệng để bạn một mình tự xử lý. Hiện tại đứng đầu là hội thánh kiếm quy tụ với bốn người đánh chính và bốn thanh niên phế phẩm đứng cổ vũ. Quái vật tiếp tục xuất hiện Frederica liền búp sức mạnh cho cả ba đồng đội. Red sử dụng toàn phong liên chảm ra đập một cơn địa chấn và Pen là thánh kiếm đoạn tội. Sau đó Frederica chuyển toàn bộ bút từ hai người qua Pen và đã dứt điểm được con boss cả hội lên đến tầng 8. Cuối cùng là viêm đế quốc đang di chuyển tại một vùng toàn là băng tuyết với các cạm bẫy tràn lan ở tầng 7. Sau một ngày thực hiện nhiệm vụ vất vả hội cây phong đã tụ tập lại với nhau và Maple với Sally cũng vừa lên được tầng 7. Họ đang phải đối đầu với một con nhím hay khủng long gì đó với kỹ năng bắn trùng gai trên lưng. Misery sử dụng ma thuật hồi phục cho tim khi bị thương, con quái sau khi bắn gai lại tiếp tục mọc ra thêm, trước tiên Mi sẽ nung cháy cho tan chảy rồi nhảy lên tung đòn kết liễu. Cả hai phe của hội cây phong đều đã lên tầng 8 cùng lúc chiến đấu trong một khu rừng. Kasumi bất ngờ bị đột kích từ sau lưng khiến cô rơi vào giấc ngủ cũng may y đã có thuốc giải, trong khi đó bên phía Maple do không có chị y ở cùng nên nhỏ ngủ say tít mắt còn đang mơ màng gì đó, nhưng Sally đã đánh bại con trùng cả hai tiến lên tầng 9. Họ buộc phải di chuyển thật nhanh vì các bậc thang sẽ biến mất lần lượt, cho đến khi con boss xuất hiện Maple liền triển khai dạng thần máy móc vũ trang toàn phần, lao đến nhưng bị phản ngược đòn khiến cô bé rơi xuống vực thẳm rất may Sally đã kéo lên kịp. Sally bắn nhát cắt gió thì đối phương cũng phản lại đòn y hệt và tương tự với độc long của Maple. Cô bé đã nghĩ ra cách liền triển khai vũ trang máy khoan khoan thẳng một đòn cực mạnh, với chiêu này đã đủ xuyên thủng lớp giáp của nó từ trên xuống giành thắng lợi. Như vậy hiện tại ba hội cây phong hội thánh kiếm và viêm đế quốc đều đã lên tầng 10. Đây mới thực sự là con trùng mạnh nhất mà các admin đặt niềm tin vào. Maple lao lên nhưng chỉ với một đòn nhẹ cô bé đã bị văng xa hàng cây số. Nó vừa nặng lại vừa nhanh Sally cũng không thể làm gì được cả. Maple lập tức lao ra chặn đòn cho bạn rồi dùng khiêu khích cho Sally chớp thời cơ lướt ra đằng sau. Hai người tấn công nhưng con boss hoàn toàn né được mà vòng ra sau lưng tung đòn sát thương chuẩn làm Maple bị thương sali có kế hoạch sẽ hạn chế tốc độ của nó và canh ngay khi dừng bước cả hai sẽ cùng lúc dùng hỏa lực tối đa tấn công sali triệu hồi ra oboro giúp một tay cô và con pet cùng lao lên đánh dồn dập con chùm sau khi xoay một vòng đã chém chúng sali nhưng rất tiếc đó chỉ là ảo ảnh thôi cô lập tức đột kích từ phía sau tung ra các cú chém rồi nhờ oboro sử dụng ảnh phân thân để con quái chém chúng trong khi mình sẽ tiếp tục gây sát thương Cuối cùng là lao thẳng vào người nó cắm một nhát dao rồi Maple chớp thời cơ đóng băng mặt đất và tung ra đòn độc long. Lần này con boss đã biến đổi cách đánh buộc Maple phải biến thành dạng ác quỷ mới chống chọi dãy ruộng được trong biển lửa. Cô buộc phải giải trừ hy sinh nhân từ tránh việc dính đòn công kích phạm vi, Oboro tạo ảo ảnh cho Maple trong dạng triển khai tấn công. Sau khi bắn các đòn đại pháo cô bé lao đến đánh giáp lá cả và Sally từ đằng sau dùng kỹ năng nhát chém gạch chéo. Lượng sát thương vẫn là chưa đủ đối thủ đang đáp trả bằng cơn mưa kiếm Maple liền gọi Sirap nhờ tạo tường thành thế nhưng nó đã mau chóng trúng đòn bị hạ gục. Sally siêu gia tốc kết hợp với hỗn mang lan tràn của Maple đã gần như tiêu diệt được nó rồi. Còn Boss lại tiếp tục đáp trả tưởng chừng như Sally không thể né được thì Maple đã gắng gượng nhảy ra đỡ đòn. Sally lập tức hồi máu cho bạn và đóng băng mặt đất trong 3 giây. Maple nhanh chóng vận đòn lõi phá hủy tuy nhiên chiêu này mất 5 giây. Sally phải tạo thêm tường đá bao vây xung quanh giữ lại thì cuối cùng Maple mới tung được đòn chốt hạ. Nhưng con quái vẫn chẳng hề hấn gì và nữ chính của chúng ta đã mắc một sai lầm suýt thì bị hạ. Mai thay Sally kịp đu tơ nhện kéo lên trên và chính tay cô đã kết liễu con trùng bằng đòn không thiền. Maple rơi tự do xuống nhưng cũng may đã được bạn đỡ. Vậy là đã có kết quả chinh phục được 10 tầng nhanh nhất là hội thánh kiếm rồi đến viêm đế quốc và hạng 3 là hội Maple. Sally đã lấy được kỹ năng thao túng nước còn Maple thì là khiên bất hoại đã cứng càng thêm cứng. Nhóm còn lại của hội cây phong cũng vừa mới chinh phục được xong đã có thông báo tầng 7 của game sắp được mở nên mọi người chỉ cần tiêu diệt nốt chùm tầng 6 là xong thôi. Tập 5, có vẻ như tầng 7 là một thế giới rực rỡ sắc màu với đủ các nguyên tố. Đặc biệt có thể bắt quái ở đây về làm đồng đội được qua cơ chế thuần hóa, tuy nhiên chỉ những con nào có đánh dấu bằng chiếc nhẫn cầu nối kết giao mới thuần hóa được. Có nhiều cách thu phục quái làm như đánh bại hoặc tặng vật phẩm cho chúng hay làm nhiệm vụ. Tuy nhiên riêng Maple và Sally đã có đồng đội là quái rồi nên không thể bắt được nữa chỉ đi trợ giúp đồng đội. Trước tiên Canada sẽ thu thập thông tin về các loại quái thú thuần hóa cũng như hệ sinh thái của tầng này. Maple liền chở Mai và Rui trên con Syrup giúp các em thuần hóa mấy con vật dễ thương. Tình cờ thấy hai con gấu hình như thuộc loại hiếm đang bỏ chạy mà tiếng nó kêu cu te thật, lại đúng ba đứa chạy chậm nhất nên đuổi không kịp được. Cả bọn liền về hỏi chị Y xem có vật phẩm nào không thì tự nhiên phải mặc mấy bộ đồ rõ xấu hổ nhưng nó giúp chạy nhanh hơn. Ngoài ra còn thuốc tăng chỉ số nữa cơ mà cô mới đưa cho hội Kuzomu rồi nên còn có hai lọ. Vậy thì Maple sẽ đi thu thập nguyên liệu cho chị chế tạo thêm. Trong khi đó Kasumi mới phát hiện ra một nhiệm vụ nên cô liền tới đó thử thì đụng độ phải bọn quái không có đánh dấu. Kasumi chuyển qua trạng thái võ ra chi thủ và nhanh chóng hạ gục được chúng. Về phía Mai và Rui trong lúc đợi Maple đi lấy nguyên liệu hai cô bé đi tiêu diệt quái một chút. Lực phòng ngự yếu rất dễ mất máu nhưng bù lại sức tấn công của hai đứa vô cùng đáng kinh ngạc. Một thanh niên ở gần đó còn tưởng là boss nhưng hóa ra chỉ là các bé lo li lại đúng lúc gặp được đám gấu lúc nãy mai với Rui lập tức uống thuốc tăng tốc độ di chuyển dí theo. Nhưng các bé gấu đã bị một con quái cổ thụ trói lấy, ngay sau đó nó tạo ra các nhánh cây trói hai cô bé lại làm tôi liên tưởng tới thể loại xúc tu lo Và thế là bị mất một mạng lại quay trở về trung tâm tầng 7, trong khi đó nữ chính của chúng ta vẫn còn nhờn nhơ vừa thu thập nguyên liệu vừa rong chơi. Thì bất ngờ bị một cái xúc tu từ dưới biển quấn lấy người đây đúng là cái ban nãy tôi mới nghĩ đến. Maple hóa thành dạng bạo ngược thì con quái rút xúc tu lại, rồi đột ngột phun ra chói thật chặt làm cô bé ngất lịn đi. Tỉnh lại thấy mình đang bị nhốt bên trong một hầm ngục thì bất ngờ lại bị cái xúc tu lôi chân đi nữa. Mây bồ cứ phá hủy nó lại mọc ra xúc tu mới sao giống phim hiền tài thế. Kasumi hiện đang ở tầng 3 của nhiệm vụ đối đầu với một bầy zombie. Cô mở ra con mắt tâm nhãn rồi sử dụng từng tuyệt chiêu nhất đao nhị đao và tam đao. Cuối cùng kết liễu toàn bộ chúng bằng một vụ nổ lớn và lại hóa thành dạng trẻ con. Trở lại phía Mai và Rui đã thử nhiều lần nhưng vẫn cứ chịu thua cái cây hiền tài liên tiếp, Kasumi thì đang tận hưởng cốc kem ngon lành sau một hồi vất vả. Trở lại với phía Maple cô bé lại bị cái xúc tu nhét vào sâu bên trong một hầm ngục nữa. Nhưng chưa hết lại một cái xúc tu khổng lồ lần ba kéo Maple vào không biết bao nhiêu hầm ngục mới đủ đây, Kasumi tiếp tục đi làm nhiệm vụ đang phải đối đầu với con bạch xà. Còn Mai với Rui trở lại giải cứu hai em gấu lần nữa mà đoạn này khiến tôi phải mở ra xem phim này có tác thể loại e chi không. Rồi vẫn như cũ hai cô bé tiếp tục bị hạ gục và lần này cả Kasumi cũng đã thua con bạch xà. Maple sau khi bị nuốt lần thứ ba thì rất may môi trường này không có nước nên có thể thoải mái di chuyển. Đâm một nhát vào nội tạng khiến nó đau đớn lập tức nôn cô bé ra ngoài rồi lại trói lại. Lần này Maple ăn luôn cả xúc tu nhưng không ngờ thịt bạch tuộc lại ngon thế. Kasumi quay trở lại chiến với con bạch xà nhưng đòn đánh của cô không thể gây sát thương lên da nó được. Rốt cuộc ba chị em đáp chiếu hết lần này đến lần khác bồ thì vẫn đang thưởng thức thịt bạch tuộc chua chua và gọi cả độc long ra ăn cùng. Kasumi đoán điểm yếu của con rắn này là trên chán thì lập tức tấn công vào nhưng cũng không si nhê. Bất chợt thấy lờ mờ một phiến đá ở đằng xa thì cô mới nhận ra con này là thủ hộ giả không thể hạ gục được. Đành liều mạng sử dụng siêu gia tốc cố hết sức lao đến đấy trước sự truy đuổi sát sao của con rắn. Vậy là đã thành công chui vào trong tảng đá dịch chuyển đến một địa điểm khác. Cô tiến đến lại gần một bé rắn nhỏ sinh đang ngồi trên tảng đá và không biết liệu nó có chịu kết thân không. Thử nựng một chút mà có vẻ nó rất thích vậy là Kasumi đã thành công thuần hóa được cho mình một con quái thú. Maple đã bị con bạch tuộc túm được thì lập tức giật một luồng xét cực mạnh thế là có món bạch tuộc nướng thơm nước mũi. Mai và Rui thì lần này thực hiện kế hoạch chạy xung quanh thân cây rồi tung hết sức vung trưởng từ hai phía vậy là đã tiễn đưa thành công. Hai bé gấu cu te phô mai que rơi xuống chúng tay khiến Mai và Rui sung sướng cứ thích ôm vào lòng nữ chính của chúng ta thì vẫn đang thưởng thức thịt bạch tuộc mà còn thấy tiếc vì nó biến mất đột ngột, nhận được kỹ năng mới lời mời xuống đáy biển. Giờ thì trong hội chỉ còn mỗi Kuzo Mukana D với Y là chưa có pet. Chị Y Sơn súng tăng đam cho hai em gấu của Mai Jui giúp dễ phân biệt, cả ba đều đã đặt tên cho con pet của mình. Hội cây phong đang tận hưởng cái không khí dễ thương thì thế éo nào nhỏ mây bổ về. Khoe mình mới mọc được cánh tay và con mắt xúc tu. Tập 7 Bé Syrup rất thích nghịch ngợm cái xúc tu của Maple mà sao nó cu te thế nhỉ? Canada do đã tìm hiểu sẵn mấy con quái vật từ thư viện nên giờ cậu đi quanh thành phố tìm kiếm pet cho mình. Đã tới một căn nhà nọ Canada tiến vào trong thì nó tối om chẳng có ai cậu lướt nhìn giá sách một lượt rồi đành đi ra. Nhưng chỉ là đùa thôi vừa ra đến cửa Canada lập tức quay lại và phát hiện cách sắp xếp đã thay đổi. Bất ngờ một con sờ lam nhảy ra và nhiệm vụ lần này là phải đánh bại sờ lam gương. Cậu thừa biết nó đã chạy tới đâu nên thong thả đi đến một hang động nọ thì thấy xung quanh toàn gương với gương. Soi kỹ thì phát hiện có một cái gương phản chiếu sai vậy là đã tìm thấy con sờ lam, bị phát hiện nó liền trở về nguyên dạng rồi biến hình thành chính Canada. Cậu gọi ra ma đạo thư khối và bắn trưởng viêm ma đạn, tên giả mạo thì sử dụng kháng ma thuật. Hai bên chiến đấu pháp thuật cực mãn nhãn Canada hàng diêu bắn trưởng trước còn hàng fake sẽ dùng đòn cao tơ. Cuộc chiến dường như rất ngang sức ngang tài nhưng Kana thật của chúng ta đọc thần chú rất nhanh tấn công dồn dập khiến tên giả mạo không thể đỡ kịp đã hóa trở lại sờ lam. Nhiệm vụ yêu cầu cần cầm nó lên rồi phát động 50 chủng loại kỹ năng và ma pháp thì sẽ thuần hóa thành công. Vậy thì Kana cũng làm luôn và sau một hồi đã xong xuôi thu phục con sờ lam gương thành đồng đội, khi biến thành hình dạng Kana nó sẽ mang một nửa uy lực kỹ năng của cậu. Về phía y vẫn đang đi tìm con quái hợp với người chơi hệ chế tác như mình, cô tiến tới một lò rèn vũ khí nọ thì nhiệm vụ được hiện lên phải bàn giao ba loại vật phẩm chỉ định trong trạng thái đã cường hóa tối đa và gắn thêm năng lực chỉ định. Ông chủ tiệm đưa cho tờ giấy có ghi cách chế tạo khá là khó nhằn vì thuần hóa được tinh linh đâu phải đơn giản, lại đúng lúc gặp Maple với Mi trên đường cô kể chuyện vừa rồi với hai người. Mi liền muốn giúp một tay vì đi làm nhiệm vụ khó thì sẽ tiện đường luyện tập đồng thời có thể quan sát năng lực của hội đối thủ. Địa điểm đầu tiên để thu thập nguyên liệu cho y là núi lửa ở khá xa nên Mi gọi ra pet của mình là một con bất tử điểu chở cả ba cùng bay đến đó rất nhanh chóng. Nguyên liệu y cần tìm là các loại khoáng vật và thực vật cũng như nguyên liệu lấy từ con trùm rồng dung nham nữa. Trong lúc cô chăm chú đi thu lượng nguyên liệu thì Mi và Maple tranh thủ diệt quái lấy kinh nghiệm luyện cấp. Để cảm ơn hai người y tặng cho cả hai lọ dược phẩm đặc chế giúp hồi phục đầy máu và tăng uy lực của ma pháp công kích. Tiến vào bên trong con boss rồng dung nham đã xuất hiện Maple lập tức dùng hy sinh nhân tử và triển khai vũ trang toàn phần. Cô bé bay lên sử dụng một đòn kết hợp giữ chặt nó bằng xúc tu rồi cho phát nổ. Y ném cho mi lọ thuốc búp sức mạnh thì mi liền triệu hồi ra con phượng hoàng bay vòng quanh và bắn đòn liên viêm viêm đế. Sau những đòn trưởng liên tục của cô rồng dung nham đã phải đáp chiếu rơi ra vật phẩm cho y. Các món tiếp theo là trứng của quái điểu trong tổ ở vách đá với hoa băng ở núi tuyết rồi rất nhiều nơi khác. Còn nhiệm vụ của Kuzo Mu quá dài bắt anh đi vòng quanh 10 chỗ. Bất ngờ thấy một hang động Kuzo Mu thử tiến vào trong ở đây toàn là quái vật theo kiểu kinh dị. Địch liên tục xuất hiện làm anh trở tay không kịp bị ăn một nhát chém vào lưng, nhưng cũng may hoạt tính hóa có tác dụng nên Kuzomu mới không chết. Tiến đến phòng đánh boss bọn quái đông nghi ngút anh chỉ đập vài con dẹp đường rồi vội trèo lên thuyền không cho chúng leo lên. Kuzomu đánh tay đôi với con thuyền trưởng và đã hạ nó dễ dàng, mò mẫm trong hỏng kho báu anh nhặt được một chiếc nhẫn thì bất ngờ một con quái từ bên trong tiến ra. Trở về phía y đã thu thập đầy đủ nguyên liệu liền được ông chủ tiệm rèn đưa đến nơi ở của con tinh linh dặn cô đeo chiếc nhẫn vào rồi đứng lên một tảng đá vậy là con tinh linh đã xuất hiện trở thành đồng đội của y. Cuối cùng là Kuzomu hóa ra con pet của anh chính là bộ giáp chui ra từ cái dương kho báu. Kuzomu biểu diễn cho mọi người xem màn kết hợp giữa mình và bộ giáp nhìn khá là ngầu. Tập 7 Mới sáng ra đang nhâm nhi tách trà Sally đã bị Frederica tới gạ gẫm đánh nhau tiếp, hai người đành phải dịch chuyển tới đấu trường. Sally hơi cay mở màn bằng một chiêu siêu gia tốc kết hợp với ảnh phân thân của con cáo, không cho đối thủ kịp chở cô tiếp tục nhờ con cáo sử dụng kết giới trói buộc. Tạo một dòng nước hất vang Frederica lên trời tung liên hoàn chém vậy là đã tiêu diệt nhỏ trong một nốt nhạc. Chuyện là hôm nay Frederica tới để khoe về con pet mới kiếm được là một con chim non. Ngay sau đó linh vật game đã tới thông báo về sự kiện thứ 8 lần này sẽ phân rõ vòng sơ tuyển và vòng chính thức. Vòng sơ tuyển là thi đấu sinh tồn giữa các cá nhân, dựa vào điểm số của người chơi ở vòng sơ tuyển để quyết định tấm vé vào vòng chính thức. Mà nhân tiện lúc này các đồng đội chưa về nên Maple muốn cùng Sally đi khám phá thêm tầng 7 tại những nơi còn chưa đến. Cô mới có thứ này rất hay đó là con ngựa có thể chở cả hai chạy rất nhanh vì con này là thú cưỡi khác với thú thuần hóa. Đã đến khu vực toàn là đồng cỏ mênh mông cùng những sinh vật dễ thương hai đứa nô đùa vui chơi. Maple nghịch ngợm lại hóa thành cục bông thế là bị mấy bé cừu trở đi luôn cô liền kéo Sally vào cùng cho vui. Mà đang thư thái tự nhiên chúng tăng tốc độ phóng vùn vụt làm hoa cả mắt đến gần một cái hồ chợt nhận ra Maple không phải con cừu khiến các bé sợ bị ăn thịt lập tức húc ngã cô xuống nước, nhưng cũng vì vậy mà hai người vô tình nhặt được viên bảo thạch dưới hồ. Đây là một trong ba chìa khóa để có thể mở được một cánh cửa nào đó như vậy sẽ cần tìm hai cái còn lại. Sally nghĩ lại vừa rồi bị đám cừu di chuyển tới đây nghĩa là cần đi tìm các loài quái thú di chuyển để có đầu mối. Và thế là cô ra biển rồi ngụp lặn sâu xuống thì quả nhiên có một cái hang động. Vào trong đó phát hiện ra bức tường rất lớn được khắc bản đồ của tầng 7 Sally liền chụp lưu lại nhận ra có rất nhiều chỗ được đánh dấu trong đó có cả cái hồ ban nãy vậy thì đó chính là manh mối. Sau khi nghe kể chuyện Canada nhớ ra từng thấy thông tin kiểu đó trong thư viện. Ngày xưa từng có một thành phố phồn vinh nơi mà con người và quái vật rất hòa thuận với nhau. Trong lúc vừa kể cho Sally với Maple nghe chuyện cậu vừa đánh cờ với chị em Mai Rui nhưng vẫn thắng. Không thể tin Canada đã đọc toàn bộ sách trong thư viện và biết hết các địa điểm trên bản đồ. Vậy thì Maple với Sally nghe theo liền tới một cái cây khổng lồ là hang ổ của con quái cùng dạng với con hồi ở sự kiện thứ hai. Maple nhờ Syrup sử dụng đại tự nhiên và dây chói gai cùng với cánh hoa du ngủ khống chế nó lại. Sally thì dùng chiêu thủy chi đạo bắn bản thân lên để tung đòn cận chiến. Kết hợp với tinh linh pháo của Syrup làm nó bị thương, Maple triển khai vũ trang kẻ săn mồi phóng vụt đến rồi dùng ác thực hỗn mang lan tràn bóp chặt con quái lại. Chưa hết cô triển khai tấn công bắn ra một vụ nổ lớn và tung đòn kết liễu là độc long đã hoàn toàn tiêu diệt được nó. Vậy là đã lấy được chiếc chìa khóa thứ hai, tiến đến địa điểm tiếp theo là các ngọn núi lơ lửng giữa không trung và những ngọn gió thổi cực mạnh. Bất ngờ một tảng đá lao thẳng đến trước mặt đánh bay mây pồ sang tảng khác cũng may Sally né được. Cơn lốc xoáy ở trung tâm dần dần ghép các mảnh đá lại tạo thành một con quái vật đất. Nhưng tốc độ của nó cực nhanh mây pồ còn chưa kịp phản ứng gì đã bị đánh bay đi mất hút. Chỉ còn một mình Sally đối đầu cô sử dụng tơ kết hợp siêu gia tốc để tiếp cận lại gần. Oboro búp sức mạnh cho thanh kiếm chém nó mấy nhát không ăn thua, mà bất ngờ từ đâu ra Maple vác một thanh kiếm đỏ lòm chém liên tục làm máu nó tụt không phanh. Sally cũng giúp sức một tay cô bay thẳng đến người nó tung đòn kết liễu chẳng mấy chốc đã diệt nốt con quái đá và có được cái chìa khóa thứ ba. Giờ chỉ việc đến di tích mà Canada đã nói sử dụng ba chìa khóa thì nó dịch chuyển hai người tới một nơi rất kỳ lạ, Nơi này toàn là các quái vật kỳ lạ chưa được thấy bao giờ. Tự dưng Oboro chạy đi đâu mất tiêu làm hai đứa phải chạy hụt hơi đuổi theo. Thì ra nơi đây là một cái hồ nước giúp quái vật tiến hóa. Ngoài việc hình dáng thay đổi chúng còn được nhận thêm kỹ năng mới. Nhưng lạ một điều là anh Kuzo mu từng lên các tảng đá lơ lửng cũng như chị Y từng tới đỉnh ngọn cây rồi mà có thấy sự kiện nào đâu. Có lẽ cần phải đủ cấp độ hoặc mức độ thân thiết nhất định mới được. Dù sao Maple và Sally cũng đã ở với bé Syrup và Oboro từ rất lâu rồi các admin thì phải ngỡ ngàng trước việc các người chơi của hội mạnh liên tục bắt được nhiều quái vật hiếm. Điển hình là Maple còn vớ được cả xúc tu bạch tuộc với tỷ lệ xuất hiện siêu thấp. Tập 8 Một trong những kỹ năng mới của Syrup là xích sắc hoa viên giúp gây thêm sát thương. Hội viêm đế quốc nghe thấy có vụ gì náo động liền tới gần đây thì nhận ra là Maple với quả tay mọc xúc tu. Họ nhận ra con Syrup của cô bé có gì khác lạ nhưng Maple giữ bí mật không thể tiết lộ với đối thủ được. Nhân tiện ba người khoe cho Maple xem quái vật thuần hóa của mình. Chiến hữu của anh xin là một con chim của Marcus là con tắc kè và cuối cùng một bé mèo của Misery. Con mèo có vẻ hơi bị sợ người lạ, rồi hai bên chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhau vào sự kiện tới. Đã đến lúc linh vật game phổ biến thể lệ cuộc chơi bắt đầu từ vòng sơ tuyển là thi đấu sinh tồn. Tiêu diệt được càng nhiều quái vật cũng như sinh tồn được càng lâu thì càng có nhiều điểm và phần quà. Khi đánh bại quái vật sẽ có nhiều cơ chế đặc biệt nên cần cẩn thận. Mặc dù người chơi có thể tự do hợp sức hoặc cản trở lẫn nhau nhưng chỉ ai dứt điểm con quái vật mới được điểm. Và thế là 8 thành viên của hội cây phong cùng nhau tập luyện thật hăng say trước thềm thi đấu. Cuối cùng ngày diễn ra vòng sơ tuyển đã đến mỗi người được dịch chuyển đến một nơi. Maple chưa gì đã đụng độ một con khủng long rất đáng sợ liền giật cho một đòn sấm sét rồi sử dụng ác thực kết liễu nó. Tiếp tục cứ thế đi đánh nhau hết con này đến con khác, nhưng cũng vì tốc độ di chuyển chậm nên Maple để một vài con chạy thoát mất. Chưa hiểu lắm cô liền mở bảng trạng thái kiểm tra thử thì mới nhận ra bản thân đã dính phải một cơ chế sẽ khiến quái vật có cấp độ thấp hơn bỏ chạy khỏi mình. Thế là bé nó khóc trong tuyệt vọng vì không đuổi được con nào, bất ngờ thấy một cái cây kỳ lạ mây bồ chạm vào thử thì đột nhiên nó phun khói độc. Hàng loạt quái vật xung quanh bu vào nghĩa là cái này là bẫy dụ quái vật đến vậy thì quá tốt rồi, mây bồ nhờ syrup sử dụng đại địa đắm chìm khiến bọn nó bị xa xuống đầm lầy, rồi thiết lập vũ trang tay phải bắn cho bệnh viện trả về hết, phía mai thì cũng đang một mình phải xoay sở với chú gấu và khá lo lắng cho em rồi bất ngờ gặp phải một bọn đang tập hợp với nhau thành nhóm định tấn công cô bé cơ mà mai chỉ việc nhờ chú gấu lao lên húc cho một trưởng chạy té đái cả lũ có ba thằng chạy thoát còn một tên không may bị cào chết luôn rồi đúng lúc đó duy tình cờ đến hai chị em hội ngộ nhau thì vui lắm có vẻ maple là người duy nhất bị lộ vị trí trên bản đồ bởi tác dụng phụ của khói độc và quái vật bu lại quanh cô nhiều vô kể y thì sử dụng chiến thuật răng bom đặt bẫy khắp khu rừng cũng như nhắn tin cho đồng đội đừng đến các khu vực đó rồi chỉ việc ngồi một chỗ và chờ đợi bọn quái vật cũng như các đội khác mắc bẫy, về phía Kuzomu bất ngờ từ ngọn núi trồi lên nhiều con quái đá, anh liền hợp thể với thú thuần hóa của mình làm thành lớp phòng thủ cực chắc chắn rồi bắn ngọn lửa chết chóc tiêu diệt đối phương. Rất nhiều quái vật khác tiếp tục vây đến Kuzomu sử dụng ngọn lửa hồn ma hất cho một trường hạ gục hết, Mai với Rui thì đang dựa trên vị trí của Maple để đến trợ giúp chị. Cơ mà mới đến nơi thấy cảnh bả đã hóa thành dạng bạo ngược đang phá tan tành thì thôi hai chị em đành nhẹ nhàng rời đi. Dread và Dra bên hội thánh kiếm quy tụ đụng độ Canada của hội cây phong, Dra triệu hồi con quái đá tung đòn vua cắt phá hủy lớp chắn của Canada. Còn red gọi ra con sói bóng tối có khả năng hóa thành bóng tối dịch chuyển cả nhóm ra chỗ khác né đòn tấn công của đối phương. Canada dùng sờ lam phân thân thì con sói của anh ta cũng phân thân được mỗi con lao đến cắn một bản thể. Ngay sau đó dress dịch chuyển ra phía sau tung đòn kết liễu lên bản thể cuối cùng vậy là đã tiêu diệt thành công họ liền rời đi. Nhưng đâu biết Canada nhanh trí đang nấp phía sau tảng đá vì một mình không thể đấu nổi hai. Cũng nhờ con sờ lam của cậu có khả năng bắt trước cả hiệu ứng tử vong nên họ mới không nghi ngờ. Kasumi cùng con chiến hữu rắn thì đang chiến đấu tại một khu xung quanh toàn là sương mù. Cô tiêu diệt bất cứ đối thủ nào dám xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Kuzo Mui và Mai Jui đã hội ngộ nhau tại ngọn núi cùng bàn bạc về các đồng đội còn lại giờ này đang ở đâu. Maple vẫn cứ đứng nguyên si một chỗ và đã sử dụng khá nhiều kỹ năng rồi trong khi đang không để ý bất ngờ bị một con quái ngoạm mẹ vào mồm. Sally đi loanh quanh mà tình cờ gặp thủ lĩnh của thánh kiếm quy tụ đụng độ thủ lĩnh viêm đế quốc. Đây là cơ hội tốt để cô xác nhận được các kỹ năng cũng như quái vật thuần hóa của họ. Hai bên bắn trưởng vào nhau mở màn cuộc chiến. Lợi dụng khói bụi mi nhảy lên tung đòn thanh viêm thì bên đáp lại bằng thánh kiếm trừ ma. Hai bên cùng hóa khổng lồ con quái vật của mình con rồng phun hơi thở thánh long còn phượng hoàng thì dùng chiêu lửa cháy không tàn thấy đối thủ vẫn còn giấu bài mi quyết định biến cả thân xác mình thành lửa bằng bất tử điều chi hỏa bắn quả cầu lửa địa ngục thì p lập tức sử dụng thánh thần bảo hộ để phòng thủ hóa ra ngay từ đầu anh chỉ định thám thính mà không hề muốn tiết lộ kỹ năng con quái của mình đang yên đang lành từ đâu nhỏ mây pồ trong mùng con cá sấu chạy đến cười to tít mắt vì thích thú rồi cứ thế đi qua giữa trận chiến như một hảo hán làm hai người cũng mất hứng đánh nhau đành tạm biệt con bé vẫn cứ vừa cười đùa vừa bắn tùm lum tùm la Chuyện là vừa rồi bị con cá sấu này ngoạm vào mồm nhưng cái khiên to quá lại chẳng chui vừa bụng nó. Thế là quyết định biến thành cục bông thì ra hình dạng này, điều đặc biệt là chỉ việc khua khua vũ khí trên tay là có thể điều khiển quái thú di chuyển theo ý muốn. Tiện tay bắn hạ mấy con quái có gặp trên đường, các admin thấy thật may vì con cá sấu đã không nuốt được cô bé nếu không nó nổ tung từ trong bụng rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn cứ là Maple lại tìm ra lỗi game làm nhà sản xuất liên tục bị người chơi gửi thư kiến nghị váng cả đầu. Vậy là cả hội cây phong đều vượt qua vòng sơ tuyển với thành tích cao cũng như được đi tham quan khắp khu vực vừa rồi khá là vui. Tập 9 Vòng chính thức của sự kiện lần thứ 8 chuẩn bị được bắt đầu thời hạn là 3 ngày trong game. Với những người khiêu chiến độ khó cao nhất nếu sống sót tới cuối sẽ được thưởng 5 mề đai bạc. Vậy thì quá ngon bởi cả hội cây phong lúc nào cũng nhắm đến độ khó cao nhất hết. Nếu đánh bại quái vật mạnh hoặc tìm thấy vật phẩm được cất giấu cũng sẽ có thưởng mề đai. Mề đai thu về sẽ chia đều cho toàn bộ thành viên của đội. Ngoài ra vào những khung giờ nhất định của đồng hồ đếm ngược sẽ có nhiều quái vật siêu khủng xuất hiện. Cả hội đã được dịch chuyển đến cùng một nơi có tầm nhìn khá là thoáng mắt, mới dứt lời cả đống quái đã xuất hiện tiếp đón. Maple sử dụng hy sinh nhân từ chị y thì cường hóa vật phẩm cho cả đội. Như thường lệ Syrup sẽ bắn tinh linh pháo, còn cặp chị em Mai Rui thì dùng búa đập cận chiến ấy vậy vẫn chưa thể hạ gục được. Các thành viên cùng với những con quái vật thuần hóa hợp lực với nhau đập chúng tới tấp. Nhưng sao có gì đó sai sai cảm giác như hôm nay nhiều bé lo ly hơn bình thường, à thì ra tại con sờ lam của Canada biến thành vui để mượn sức tấn công. Nó có thể sao chép năng lực của người mình biến thành nhưng bù lại không duy trì được thời gian lâu và phải chờ hồi chiêu. Cơ mà lại không rớt cái mề đay nào suy ra con quái vừa rồi là con yếu nhất của sự kiện này nghe hơi khoai, mục tiêu là cả hội kiếm được 5 cái mề đay. Rồi trụ đến cuối cùng được thưởng thêm 5 cái nữa là 10 để đổi lấy kỹ năng và vật phẩm hiếm. Hội có 8 người thì nên chia ra thành hai nhóm Maple sẽ ghép với Mai Rui một bên phòng thủ một bên tấn công thêm cả Sally, bốn người còn lại thành một nhóm là đẹp cái bài. Nhóm Kuzo mu qua khu rừng còn nhóm Maple sẽ phụ trách đầm lầy, bốn người này cưỡi trên con rắn của Kasumi mà giọng nó Kute dã man. Phía bên kia thì cưỡi hai con gấu đen trắng cùng đi theo bản đồ mà Sally đã lường trước được nên có chuẩn bị sẵn từ vòng sơ tuyển. Đã đến nơi thấy đám quái mọi người phải bàn kế hoạch cẩn thận không làm liều bởi sự kiện này không được chết dù chỉ một lần. Vậy thì cưỡi trên lưng Sirap quan sát là hợp lý nhất rồi hạ cánh xuống dưới lòng đất của hòn đảo nhỏ hình cái cây. Một con ma từ trong lao ra hú hồn Maple lập tức dùng hy sinh nhân từ lên mọi người. Mai với Rui lao lên gõ búa bong một cái và cũng nhờ hy sinh nhân từ mà cả hai không phải chịu bất kỳ sát thương nào lên người. Sally cũng trợ giúp một tay đánh gục được con quái, nhưng sao có gì đó lạ lắm thì ra dưới chân hai cô bé đã bị dây leo túm được và gây mất máu cho Maple. Sally lập tức phi dao gam chém đứt nó giải cứu rồi cả bốn lại tiếp tục leo lên lưng rùa. Thì ra sau khi tái sinh chúng sẽ tăng thêm số lượng vậy thì không thể tiếp đất được. Nhưng đừng lo mai với Rui đã luyện tập tấn công từ trên không rồi. Hai cô bé đồng sức ném quả bom lửa do chị Y chế tạo vào chúng và dần dần đốt trụi đám bùn. Xem đến đây ai còn chưa like video sẽ có kết cục như quả bom này. Cứ thế mai với Rui tiếp tục liên hoàn ném cho đến khi đốt hết sạch bọn quái mới thôi nào ngờ đã thành công kiếm được một mề đay hội bốn người kia thì mãi bây giờ mới đến nơi đó là một cái cây khổng lồ con rắn chạm và lập tức nó chuyển cả bọn đến khu vực khác vừa đến nơi giật mình đã bị đánh lén cũng may kuzo mu phản ứng kịp sờ lam của kana đê liền tạo ra một lớp chắn chặn các đòn ném phi tiêu phát nổ lại chị y thì dùng thuốc hồi phục cho nó đủ sức chống chịu đối thủ vẫn chưa chịu lộ diện mà chỉ nấp một phía đánh lén y đã nghĩ ra cách cô giải bom đầy rẫy ra các vùng xung quanh dặn mọi người không được phép ra khỏi đây rồi bắt đầu châm lửa kích nổ toàn bộ khiến cả cái khu đen nghìn nghịt bởi đám khói mù mịt. Kanade lập tức dùng phép tạo ánh sáng soi dọi xuống mặt đất thì đã phát hiện ra cái bóng của kẻ địch. Kasumi ngay lập tức phi đến chém liên hoàn vào không trung ở ngay trên cái bóng. Kuzomu thì tung quả đấm ngọn lửa chết chóc nhắm thẳng chỗ đó đã thành công tiêu diệt lụng ngay miếng mề đay thứ hai. Sau đó hai nhóm cùng tụ tập lại với nhau vì đã tìm ra được một nơi làm cứ điểm. Chỗ này vô cùng rộng rãi thoáng mát nên mọi người cùng nhau dựng tuyến phòng vệ xung quanh. Maple sử dụng độc long làm ăn mòn một phần đất đá bên trên để có thể không gian rộng rãi hơn chút. Sau đó phụ mọi người giải các thùng bom của chị Y ra bên ngoài hang động đề phòng có kẻ địch đến, nhưng cô bé của chúng ta làm thì ít báo thì nhiều. Vô tình dẫm chân vào một quả bom ám hại nổ hết toàn bộ chỗ bom mai với Rui đã lắp nãy giờ, thậm chí bà nội còn lỡ bịt kín đường vào hang luôn lại phải dọn dẹp lại. Quay trở lại bên trong không ngờ chị Y đã sắp xếp lắp đặt nội thất đẹp lung linh, Đồng thời cũng chuẩn bị sẵn vài khẩu pháo đề phòng có con quái nào vượt được bom mà vào trong, bên ngoài thì chị có cắm sẵn cái biển thông báo nguy hiểm nếu có người chơi nào khác định tới đây. Nhìn tổng thể căn cứ mà hội cây phong đã xây dựng không khác gì một pháo đài với toàn bom và pháo. Thời gian đếm ngược cho con quái vật siêu mạnh xuất hiện đã kết thúc, ngay lập tức cả hang động rung lắc dữ dội mọi người cùng dồn toàn lực sẵn sàng nghênh chiến. Mà sao nghe Uỳnh Uỳnh một hồi lại im bặt rồi không lẽ nó đã dính bẫy mà lăn ra chết? Maple với Sally liền ra kiểm tra thử thì phát hiện một con đang bay lảo đảo rồi lập tức chết thật. Có vẻ nó phải cố gắng lắm mới tới được đến đây, còn bên ngoài chỗ tập kết đầy dãy bom thì vật phẩm cứ thế vương vãi dưới đất nhiều vô kể. Có vẻ rất nhiều con quái khác đã chết ở đây, và thế là cả hội lại tiếp tục lắp đặt bẫy vào chỗ này phục vụ cho những đợt tấn công tiếp theo xong xuôi thì quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Các admin vừa đảo một lượt ở phía hội thánh kiếm và viêm đế quốc có vẻ họ sinh tồn rất tốt hầu như không ai chết. Nhưng khi đổi góc nhìn sang bên hội cây phong thì hú hồn khi chúng nó xây dựng hẳn một pháo đài. Các con quái vật bên ngoài tràn vào trong cứ lần lượt bị nổ tung hết sạch trong khi cả nhóm ngồi đánh bài hết sức hảo hán. Tập 10 Mặc dù đang là trời sáng nhưng bầu trời lại bị mây phủ đe nghịt và bản đồ thì không được hiển thị. Đang yên đang lành tự dưng một cái vòng dưới chân lóe sáng lên đẩy 8 người tới 8 nơi khác nhau. Sally một mình chiến đấu với đám quái vật thì bất ngờ Frederica tới trợ giúp một tay hai người liên tục tung các kỹ năng diện rộng xử gọn hết bọn chúng. Frederica đề nghị hợp tác thì Sally cũng đồng ý. Đúng lúc đó có một quả pháo hoa nổ lên đó chính là dấu hiệu kêu gọi tập trung của hội cây phong do Maple buộc bom thành chùm rồi cho nổ. Và đây chính là hình ảnh bé Lolly của chúng ta nổ bay cả người lên rồi lại rơi xuống. Syrup ở dưới sẽ sử dụng tinh linh pháo bắn đẩy Maple lên cho phát nổ, nhưng lần này không may gặp phải một con quái vật cái nó bị nổ tung chết tươi luôn. Cơ mà toàn bộ bản đồ lúc này đang xảy ra hiện tượng cưỡng chế dịch chuyển khiến từ đầu tới cuối nó đã bị bao phủ bởi bóng đêm. Người người chạy tán loạn có những người không may mắn đã bị nuốt chửng. Mi đưa cho Maple một tờ giấy chỉ đường mà thì thầm nói nếu cầm thứ này sẽ biết về vị trí của nhau rồi hai người tạm biệt. Về phía y tình cờ gặp được và hợp tác với ma cướp bên viêm đế quốc tại một hầm ngục. Con pet của cậu ta có khả năng ngụy trang với tàng hình để trốn khỏi bọn quái vật. Kuzomu và Misery thì hợp lực cùng nhau chiến đấu với nguyên bảy rơi đồng nghịt. Missouri hỗ trợ sẽ bút sức mạnh còn Kuzo Mu chống chịu thật châu để câu giờ, cho tới khi Mi đã đến chỉ thổi nhẹ một ngọn lửa thiêu trụi toàn bộ chúng nó giúp. Y và Marcus đã tiến vào sâu bên trong hầm ngục chiến đấu với một binh đoàn quái vật mặc giáp. Marcus dựng nên pháo đài còn Y sử dụng pháo bắn hạ ngăn cản chúng tiếp cận. Marcus thì ném ra xa phía trước một cái cu ngay lập tức dịch chuyển cả pháo đài tới trước mặt con boss. Ở cự ly gần Y dễ dàng bắn nổ banh xác nó và cả hai cùng nhận được mề đay sau đó thoát khỏi hầm ngục thì gặp hội mi và kuzomu về phía kasumi cùng với xin đối đầu với bọn quái vật mà cứ chém hết chúng lại xuất hiện thêm gấp bội con pet chim sử dụng chiêu phong thần kết hợp với băng hoại kiếm của anh giết hết mấy con lặt vặt thì lại đến con to xuất hiện kasumi liền nhảy lên tung đòn từ ảo đao đã hạ gục được nó vẫn như mọi khi xin lại khen cô dễ thương quá làm nhỏ xấu hổ mắng cho trận đúng lúc đó hội mi đang bay đến kasumi liền nhắc cậu trật tự đừng để họ nhìn thấy mình nhưng thậm chí thanh niên còn vác cả thân xác ly ấy lên vai mà càng gọi lớn hơn. trong khi đó mai và duy đang phải nấp ở một gốc cây để nhờ canada và ra bảo vệ khỏi bọn rơi. hai đứa nhỏ ngưỡng mộ các anh gây giá mà mình cũng được như họ thì đã chiến đấu rồi. ngay sau đó frederica và sally tới nhưng chưa hết cả bên với dress cũng đã có mặt họ than thở về việc cứ điểm của mình đã bị nuốt chửng. nếu vậy sally nảy ra một ý đó là cùng nhau tụ tập đủ ba hội lại rồi muốn cung cấp cứ điểm cho họ tới ở chung căn cứ với mình. Có vẻ nhờ sự ngẫu nhiên may mắn mà cứ điểm của hội cây phong được dựng ở gần trung tâm bản đồ nên không bị ảnh hưởng gì và lại không gian rất rộng lớn đủ chứa cả ba hội. Và thế là đến nơi mọi người nghe theo sự chỉ đạo của y mà xây dựng cũng như đặt bẫy xung quanh căn cứ này. Về phía các admin đang chuẩn bị thả đợt quái vật của ngày thứ hai thì vô tình thấy cảnh ba hội mạnh nhất lại tập hợp ở chung với nhau thôi cạn lời. Ma cớt có một cái máy chiếu giúp cả hội ngồi ở trong cũng xem được toàn cảnh bọn quái vật tiến vào nơi này mà bị bom nổ chết. Có vẻ đám hôm nay còn mạnh hơn cả hôm qua, hai chủ hội thánh kiếm quy tụ với viêm đế quốc quyết định ra nghênh chiến trả ơn hội cây phong. Một bên biến thân xác thành lửa một bên là ánh sáng tuôn chảy bắn trưởng với sức tàn phá cực khủng khiếp. Cơ mà tiêu diệt bọn quái xong lỡ tay phá nát cả máy quay của ma cớt luôn rồi, làm thanh niên ngồi khóc vì đó là vật phẩm cực hiếm của mình phải để misery dỗ dành. Sau khi xin lỗi cậu Tami và bên lại có ý kiến khác hay hơn, đó là có lẽ nên ra ngoài để kiếm mề đay và chinh phục hầm ngục thì hơn. Bởi sáng nay đã có vụ cưỡng chế dịch chuyển thì khả năng cao ngày mai cũng sẽ gặp phải thứ gì đó sẽ còn nguy hiểm hơn. Vậy thì Maple cũng đồng ý luôn và ba hội sẽ hợp tác với nhau. Họ bắt đầu chia các thành viên trong hội ra làm nhiều nhóm mỗi bên đi thám thính một nơi và cử cả những người canh gác cứ điểm. Tập 11 Sau khi các nhóm đều đã tản ra di chuyển thì ở bên ngoài căn cứ bắt đầu xuất hiện những bầy quái vật. Những người canh gác quyết định sẽ ra nghênh chiến với chúng coi như báo đáp cho hội cây phòng và cái kết mới ra được vài phút đã bị tẩn cho no đòn vội vã chạy về cố thủ trong pháo đài thì ổn hơn. Nhóm của Mai Rui với Dress và Ma đụng độ bọn rơi hai cô bé liền dùng uy lực khủng khiếp của mình tấn công thẳng. Đã đến cái hầm ngục cần tìm cả bốn được dịch chuyển xuống dưới đó, con tắc kè của Ma giúp mọi người tàng hình ngụy trang tiếp tục di chuyển. Nhận ra trước mặt có số lượng quái vật rất lớn không thể đánh nổi và ngụy trang cũng nguy hiểm nếu bị phát hiện. Brett liền triệu hồi con sói bóng tối tạo ra một vùng thế giới bóng đêm dưới lòng đất như vậy sẽ tránh được việc chiến đấu. Hai bé lo ly thì sáng cả mắt trước tài năng của anh, đã đến với căn phòng đánh con trùng đó là một con cá sử dụng ma thuật sầm xét. Ma cướp dựng một lớp tường chắn trong khi Dress sẽ triệu hồi con sói phân thân ra tiếp cận và bắn một nhát cắt gió thu hút sự chú ý của nó. Mai Rui lợi dụng thời cơ lôi ra chiếc búa đã được chị Y làm cho liên tục đánh những quả bóng cực thốn vào bụng nó. Red cũng giúp một tay tấn công cận chiến, Mai Duy lao tới mỗi đứa bổ cho một nhát tưởng chừng như đã hạ được rồi nhưng nó vẫn còn sót lại chút máu. Con cá đã tức giận giật những tia sét lớn xuống thì ma cớt xây nên nguyên một tường thành chặn lại. Có lẽ chỉ trụ nổi 30 giây nên Dress sử dụng siêu gia tốc kết hợp với ảnh tiềm và thần tốc lao đến với một tốc độ chóng mặt, chém nhát cắt đôi cuối cùng đã hạ được nó. Vậy là bốn người này là đội đã chinh phục hầm ngục sớm nhất và đều nhận được mề đay. Dress giơ tay ra hiệu ăn mừng làm ma hướng nội ngại ngùng đáp lại. Về phía nhóm bên cưỡi rồng tiến đến một hầm ngục là lâu đài cổ và nhanh chóng vào được phòng đánh boss. Đối đầu với đối thủ có khả năng triệu hồi quái vật và biết tấn công tầm xa. Canada triệu hồi con sờ lam gương vừa tấn công vừa phòng thủ để câu giờ cho mọi người cậu dựng tường chắn ma pháp cỡ lớn. Con mèo của Missouri thì búp sức mạnh cho Pen và anh tung đòn quang kiếm của Thánh Long rồi cưỡi rồng bay đến. Y cường hóa vật phẩm trợ giúp một tay giúp Pen có thể tiếp cận mà dùng kỹ năng thánh kiếm đoạn tội kết liễu nó. Vậy là đã tiêu diệt được nhận miếng mề đay dễ dàng. Trong khi đó, phe của Kasumi đang bị một cơn bão cát bủa vây không thể nhìn được đường, xin phóng chiêu băng hoại kiếm ra ngẫu nhiên các hướng. Rồi tập trung cảm nhận xem có đụng phải thứ gì không mà tiến đến vị trí đó, quả nhiên đó là cửa vào một hầm ngục. Dưới chân có nhiều loài quái vật nhỏ nên xin sử dụng băng kiếm giúp mọi người di chuyển trên không. Mẹo này anh học được từ Maple rằng cần phải biết vận dụng kỹ năng vào nhiều trò. Đã tới khu vực của hai con trùng ra triệu hồi chiến binh đất của mình đập mạnh một phát diệt hết bọn quái nhỏ cản đường, Shin và Kuzomu cũng gọi Pet tấn công từ xa dọn đường cho Kasumi lao tới. Tuy nhiên hai con boss có thể trốn dưới hố các chiến binh đất liền sử dụng đại địa thịnh nộ khều chúng lên trói chặt lại. Kasumi dùng huyết đao chém thì lần này nó lại đổi hình dạng. Kuzomu liền khiêu khích bọn nó đánh vào tấm khiên của mình rồi phản đòn lại. Ba người kia cũng cùng lúc đó dồn vào tấn công đã diệt được một con. Kasumi và Shin song kiếm hợp bích chém hạ nốt con còn lại về phía Maple cùng nhóm Salimi và Frederica chiến đấu gây ra những vụ nổ lớn nhưng không tài nào diệt hết đám quái được. chợt nhận ra một thứ khá giống cửa vào hầm ngục cô bé gọi mọi người hãy bám chặt vào bộ giáp của mình. tưởng thế nào hóa ra con bé phi một mạch tốc độ ánh sáng tới đó làm hoa cả mắt ạ. nhận ra trước mặt có một quả trứng gì đó đang động đậy và nở ra thành con boss khác mẹ gì cái hồi Maple hóa quái thú đâu. Frederica dùng kỹ năng đa trùng trứng bích liên khúc mà hoàn toàn bị nó đập tan vỡ lớp lá chắn trong một đòn may có mi kéo lên cưỡi phượng hoàng né kịp maple triển khai dạng bạo ngược đánh tay đôi nhưng xui thay đòn đánh của đối phương là xuyên giáp phe này cô bé gặp kẻ cao tơ cứng rồi ba người còn lại mới hợp lực cùng nhau tấn công dồn dập con quái liên tục gây sát thương lên maple đến nỗi phá hủy cả dạng bạo ngược và dẫm bẹp lên người cô bé cơ mà từ chân nó một ngọn lửa bùng lên khắp người thì ra maple dùng cánh tay bạch tuộc đã né được đòn kết liễu Frederica búp cho cả đội và ba người còn lại cùng nhau tung ra những đòn tấn công có công lực cực mạnh. Vậy là tất cả các hội đều đại thành công cùng tập trung trở về căn cứ. Dù sao cũng đã thu thập đủ hết mề đay rồi nên có lẽ ngày thứ ba chỉ cần cố thủ sống sót tại đây là qua màn. Nhưng họ đâu biết ngày thứ ba mới chính là sự bùng nổ các admin triệu hồi hàng tá quái vật mạnh khủng khiếp. Tình hình này không thể cố thủ được nữa chỉ còn cách ra nghinh chiến hết. Tập 12 Tất cả ba hội cùng sung phong ra trận. Thế nhưng với số lượng cực đông họ buộc phải cưỡi trên ba con pet tạm thời tránh chạm chán và tìm khu vực để cố thủ bản đồ lại tiếp tục thay đổi nó co lại rất nhiều sớm muộn cũng không thể trú tại mỗi nơi này lâu được. Y sẽ đi bố trí vật phẩm xung quanh một vòng với sự trợ giúp của Kuzomu và Kasumi, Marcus cùng Shin và Misery thì qua hướng ngược lại đặt bẫy. Bất ngờ hàng loạt những thứ kỳ lạ từ dưới đất trồi lên đó chính là khoảng thời gian quái vật được cường hóa. Con trùng của ngày cuối cùng đã xuất hiện là một thứ sinh vật cực kỳ to nhìn y đúc Maple phiên bản hàng nhái. Nhưng nó phải cao cỡ 100 mét cố làm sao để sống sót qua ngày là được không cần phải tiêu diệt, cơ mà nhìn đám thủ lĩnh ba hội không có vẻ gì là định bỏ trốn cả. Con quái bắn cơn mưa thiên thạch gây nổ từng vùng thì Maple sử dụng phép bảo hộ lên tất cả mọi người trong phạm vi. Tiếp theo nó phun tia laser từ mồm hạ gục tất cả những tên lặt vặt cứ thế này chẳng mấy chốc chết hết mất. Thật ra thì miễn còn người sống sót là được nhưng chiến thuật tốt nhất vẫn là cố sống được nhiều nhất để làm nó phân tâm. Vòng bo vẫn ngày càng thu hẹp nghĩa là không còn cách nào khác ngoài việc xử lý con quái vật khổng lồ đó. Viêm đế quốc với thánh kiếm quy tụ quyết định chia ra hai ngả giải quyết đám tiểu tốt. Còn hội cây phong thì do tốc độ di chuyển không được cao nên không thể chạy lòng vòng được. Phương án duy nhất là dùng toàn lực nhắm vào nó. Con quái vật đang chuẩn bị dẫm bẹp tiếp mấy người nữa Syrup của Maple đã bắn một đòn tinh linh pháo thu hút sự chú ý. Sau đó tiếp đất núp sau những bụi cây để bắt đầu kế hoạch tác chiến. Theo như Sally suy đoán thì những cái chỗ phát sáng trên người chính là điểm yếu của nó nên cùng chia ra bảo máu con quái. Maple hóa dạng bạo ngược rồi để cả con pet của Sally và Kana đê phân thân mình ra hàng trăm bản thể. Tất cả cùng xông tới trèo lên người nó cào cấu cắn xé liên tục đốt từng chút máu một. Mai vui với Kuzomu cưỡi trên lưng Maple cũng trèo lên hai cô bé gọi pet gấu và lôi búa ra đập. Trong khi anh Kuzomu sẽ dựng lớp khiên kiên cố đỡ đòn cho. Mặc dù máu tụt không phanh nhưng Kuzomu có khả năng hồi phục mạnh chẳng mấy đã phun cây máu nhờ sự tấn công của hai cô bé mà con quái đã khựng một bên chân. Chân còn lại thì Kasumi kết hợp với Sally liên tục chém và Kana đê nhắm thẳng ngực nó mà bắn ma pháp. Rồi con sờ lam gương của cậu lại hóa thành mai đập búa gây sát thương vật lý. Các bản thể bạo ngược vẫn liên tục nhắm vào những chỗ màu sáng mà cắn xé có vẻ rất có hiệu quả. Nhưng đột nhiên con quái vẫn sức khiến những chỗ đó tỏa ra màu đỏ hồng đã tiêu diệt hết và Maple cũng trở về hình dáng cũ. Chị y ỉm tiên dược lên người Mai và Kasumi. Con Boss lại tiếp tục triệu hồi cơn mưa thiên thạch từ trên trời với tốc độ siêu nhanh phóng xuống thì Kana sử dụng hào quang bảo hộ cho tất cả mọi người. Mặt đất xung quanh vỡ nát nhưng mọi người không bị thương. Lần này nó vỗ cánh bay lên làm rơi cả hội xuống và bắt đầu vận tia laser. Kuzo mu kết hợp với y và Kana đê bút phòng thủ cũng như đỡ đòn đó cho mọi người. Con quái định bay đi hồi phục máu mà đâu biết vẫn còn Sally với Maple trên lưng. Maple đã triển khai dạng Vũ Trang toàn phần vận đòn rồi nhắm vào cánh mà bắn, nhưng bất ngờ một ngọn lửa bừng lên đánh bay Sally xuống thì cô bé vội bay theo đỡ bạn rồi Sally dùng tơ quay trở lại lưng nó. Tiếp tục dồn toàn lực tấn công vào cánh đã khiến con boss lảo đảo rơi tự do cũng may Sally phun tơ nên tiếp đất an toàn. Cơ mà tình thế rất nguy hiểm khi nó vận đòn bắn ngay ở cự ly gần, Maple lập tức triển khai dạng bảo kê nhưng cũng không đủ sức phòng thủ đã nhận nhiều sát thương nên cả hai bị đánh văng đi lại tiếp tục là cơn mưa thiên thạch thì cũng may bên với mi vừa kịp tới cứu nguy hai cô bé bên ra hiệu lệnh cho tất cả ba hội tổng công kích thì các thành viên đều triệu hồi ra bét rồi toàn bộ dồn hết những đòn tấn công mạnh nhất của mình vào con trùng bắn không cho nó kịp trở tay từ những người mạnh và cả kẻ yếu đánh toàn lực khiến máu nó cứ thế suy giảm dần Maple triển khai công kích độc long và gọi syrup bắn tinh linh pháo nhưng rất tiếc cả hai đã bị chúng đòn đánh văng ra xa. Sirap vẫn kịp đỡ lấy chủ nhân và thanh máu cô bé đã đỏ lòm rồi chỉ cần dính thêm đòn nữa là cúc luôn. Sally thì cũng dần cạn kiệt mana rồi cô sử dụng cất bước tới âm giới chạy trên không đi giải cứu bạn, cho đến đúng bước chân cuối cùng trước khi hết mana đã kịp ném cho Maple lọ tiên dược rồi rơi tự do. Maple đã có kế hoạch cho riêng mình cô bé bay lên cao vút rồi nhảy xuống và nhờ Sirap hãy bắn mình lao thẳng tới con quái. Đến nơi thì xoay ngược tấm khiên lại sử dụng chiêu ác thực đâm thẳng vào mồm nó và xuyên thủng một mạch qua lưng. Vậy là đã hoàn toàn tiêu diệt được con trùng mạnh nhất của sự kiện và thu về cho mình được ba miếng mề đay. Linh vật thông báo sự kiện đã kết thúc những người trụ lại đến cuối cùng đều nhận thêm 5 mề đay. Những ai đủ 10 miếng sẽ được đổi lấy trang bị hoặc kỹ năng tùy ý và hãy cùng trông đợi ngày tầng 8 được mở ra. Kết thúc bộ phim là hình ảnh một vài nhân vật kỳ lạ đang bàn tán về hội Maple, có vẻ họ là những người chơi với phong cách cũng rất đáng gờm. Vậy là đã kết thúc bộ anime rồi, các bạn hãy cùng mình đón chờ những nhân vật này sẽ xuất hiện nếu mùa ba được ra mắt nhé và đừng quên like cũng như đăng ký kênh